Đấy, đây là nguyên cả cái khung khi mà mình bung ra các bạn, mình bung hết rồi đó. Đó, các bạn thấy nó cao không? Ba cái chân của nó tới ba bốn mặt lần, nó tới bốn mặt lần đó, bởi vì nó cao lắm, nó cao này tới tầm khoảng một mét gì là một mét mấy á. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ review sơ qua về cái món hàng mà mình đặt ở trên Lazada nè. Đó, nó có ghi nè là đế chụp hình ba chân rồi tặng một remote chụp hình Bluetooth, rồi một Jibo bạch tuộc nè, rồi một giá kẹp điện thoại. Đó, mình đặt ở trên Lazada đó, là số tiền là 100.000 nè các bạn. Là nó cực kỳ rẻ luôn, mà không biết là bên trong nó xài như thế nào, xài có tốt hay không, cái này mình không biết nữa. Lỡ mà bây giờ mà gỡ ra một cái là nó sức gọng gãy chìa là chắc em quăng luôn á. Đó, là mình đặt ở trên Lazada nè, cái đế chụp hình, đế chụp hình ba chân nè, để có khi mà mình cần chụp hình quay phim hay là review gì đó là mình có cái đế này, nó chắc chắn nó làm cho cái khung hình của mình nó đẹp hơn đó các bạn. Đó, thì bây giờ mình thử mình gỡ ra xem như thế nào, coi nó có tốt hay là nó thấy gớm, để mình gỡ ra xem sao. Nó dán bằng keo đồ, nó các kiểu đồ nhìn cũng đẹp lắm các bạn. Chỉ có 100.000 thôi, nhìn thấy cũng đẹp lắm. Mà không biết là bên trong nó dở cỡ nào hay là nó. Rồi, nó dán chắc chắn lắm. Dán chắc chắn lắm các bạn. Để mình khui cái này ra coi. Mình xé rách mắt cong cái mạc lên. Hơi khó gỡ các bạn. Mình gỡ từ từ nó cũng ra thôi. Mình lấy cái này ra trước đi. Cái tem nè. Để nó bằng bên đi. Mình có cái này. Đây. Đây. Nó đóng gói rất là kỹ luôn đó các bạn. Gói rất là kỹ luôn. Có bọc đệm mút ở bên ngoài nữa nè. Nó để không cho bị giặt á. Không cho bị gãy rồi á. Để mình gỡ ra luôn. Đây. Cái này mình dẹp qua bên đi. Đây các bạn, cái này là cái đồ mod điều khiển nè, nó tặng kèm luôn á. Đây cái đồ mod, là cái đồ mod điều khiển nè. Cái này là cái đồ mod điều khiển để kết nối Bluetooth á, để chụp hình đồ đó, chụp hình quay phim đồ này là bấm nút mà có nè, có nút chụp hình nè. Đó. Cái này thì mình cũng chưa biết xài sao hết. Đó, cũng chưa biết xài sao hết, nó để cái gì để thử sau. Cái này là cái đồ mod. Rồi còn cái này là nó tặng kèm theo cái này là các bạn, cái đế chụp hình bạch tuộc mà mình kia giống như bạch tuộc rồi đó. Đó là nó quẹo qua quẹo lại nè. Đó là cái này để bám víu vô mấy cái
cái đó này nó phải bông bẻ cong được nè, đó cái này cũng có cái đế chân nè, cái này là anh xoay thôi, cái này là cái dặn cho nó lỏng ra lỏng vô các bạn, đó dặn lỏng lỏng ra là để xoay cái này nè, đó đó cái này là cái chân thôi, cái chân đứng thôi đó, cái chân bạch tuộc để nó... còn cái này là cái gậy ba chân nè. Ủa sao cái này nó lại bung ra rồi đây, mình không biết nó có xài được hay không đây nè, để mình gỡ ra xem thử. Đây đây cái này là cái gậy ba chân của nó đây, cái này là cái thanh mà để giữ điện thoại của mình nè các bạn, điện thoại của các bạn á, đó đó là cái này là kéo lên kéo ra được nè, đó khi mà mình để điện thoại vô cái là nó dính vô, nó dính vô dính vô, đúng không, nhìn cũng rất là chắc chắn, nhìn cũng rất là chắc chắn đó, chỉ có 100.000 thôi đó. Tiếp trong đây là cái bộ, đây cái bộ ba chân của nó này các bạn, đó đó cái bộ ba chân của nó nè, cái này là cái giá đỡ đó, cái này là cái giá đỡ nè các bạn, giá đỡ thấy chưa, cái này đưa lên đưa xuống nè để mình lắp thì thôi, con này là cái được cái dặn cho nó cứng thôi à, cái này chỉ dặn cho nó cứng cái cấu kiện thôi, dặn cứng thôi cái gì hết. Ở đây có cái, ở đây có cái thanh nước luôn rồi các bạn, có cái thanh nước đo luôn nè, đó giống như là cái thước thước đo cho nó cân bằng hay không cân bằng á đó. Đó cái thanh thước nè, đó có cái bọng nước chính giữa nè để cân bằng hay không cân bằng luôn nè, ghê không, có 100.000 mà có cái này luôn. Còn này là mấy cái chốt dặn thôi, mấy chốt dặn để xoay cho nó cứng hay nó mềm thôi các bạn ơi, đó nó gì hết. Đây cái chiều dài của cơ sở của cái này thì mình nghe nói là dày là khoảng 30 mấy cm nè, đó mà khi mà bung hết ba chân ra luôn thì nó tầm cả 1 mét đó các bạn nè, để mình gửi đây nè, đây bung ra thấy chưa, đó bung hết ra, bung hết ba chân ra luôn là nó dài lắm đó các bạn, không nó dài lắm luôn á, cái này tầm 1 mét luôn á, tầm 1 mét luôn á, nếu bung hết ba chân ra luôn đó các bạn thấy không, nó dài thì vượt đúng không, dài sòng lọc luôn á, là phải gỡ hết mấy cái, có cái mắt nó có cái mắt nè, nó có cái mắt để mà bấu lại, khi mà mình bung ra hết rồi mình phải bấu lại nha, để cho nó khóa lại cái là nó cứng lại đó, khóa lại nè, cái cứng lại cái đứng được, nó ba chân là đó, mình bung thêm cái này cho các bạn coi luôn nè, đó khóa lại ấy là xong, khóa lại hết, khóa lại đó đó, thành ra cái đứng nè, đó các bạn thấy không, đó nó đứng nè, đó cao lắm đó, cũng bung ra hết cái này cũng gần cả mét đó các bạn, đó cái chân nó cũng gần cả mét đó chứ không ít đâu đó. Đó. Đó để mình gặp vô đi cho nó gọn lại, cái này để dành chụp hình quay phim đồ, các bạn review được tất cả đều được hết nha các bạn, nó hỗ trợ mình thôi chứ gì hết, nó hỗ trợ cho mình dụng cụ hỗ trợ mà, đó, mình gắn vô đây đó, nhìn cũng rất là chắc chắn luôn các bạn, 100.000 mà nhìn cũng rất là chắc chắn, rất là đẹp, rất là đẹp. Đây cái này, còn cái này là mình gắn lên đây xoay vô thấy không, đó xoay vô
đó. Ở đây có cái chốt mà các bạn sẽ cứng rồi nha, đó. Nó tùy các bạn muốn để ở vị trí nào thì để ở vị trí đó thôi. Đó cái này, đó. Để mình lấy cái điện thoại mình gắn lên cho các bạn xem. Đây, đây giờ gắn cái này họ vô nè. Nó rất là chắc luôn nha các bạn, chắc lắm, không có sợ rớt luôn á. Đây. Đó, mình cứ tưởng là 100 với 100 với cái giá 100 ngàn thì chắc nghi là xài không có ổn đâu, hay là gỡ ra cái nó gãy này gãy kia, ai ngờ nó vẫn rất tốt các bạn, chỉ có 100 ngàn mà rất tốt đó, đủ thứ hết đó. Này cũng đáng đồng tiền đó các bạn, nó đáng đồng tiền chứ không phải không đáng đâu, nó chỉ có 100 ngàn thôi. Đó là gồm 5 món lận đó, một cái điều khiển nè đó, và một cái chân bạch tuộc nữa. Cái chân này để mình có thể bám víu vô chỗ nào đó mình treo lên, hay mình gắn cái giá đỡ này nè, gắn cái giá đỡ này qua bên đây, gắn cái giá này qua bên đây cái là nên nó sẽ dính được, mình có thể treo lên tường hay treo lên cái cấu kiện nào đó. Hai món, năm món rồi các bạn, đó là với 100 ngàn là cái này với là cái giá đỡ với là cái gậy ba chân này đó là rất là rẻ. Mà nhìn cái gậy này cũng chắc chắn đó các bạn, này làm bằng nhôm đó các bạn, nhôm nè, rất là cứng cáp, nhìn rất là đẹp đó. Nó dành để dành cho các bạn nào muốn chụp hình tự sướng hay là review quay phim là các kiểu con này điểu luôn đó. Nó thôi, hôm nay là mình chỉ khui cái hộp mà để sẵn là mình quay cho các bạn xem thôi đó. Nó xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chúc tất cả các bạn một ngày gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Chào tạm biệt các bạn.